Chào các bạn, giới thiệu với các bạn đây là ốp lưng cho LG K7 các bạn. Hiện tại thì mình cập nhật hàng sớm nên là chưa có đủ màu các bạn ha. Hiện tại thì shop chỉ có mới có màu đen thôi, nhưng mà sắp tới sẽ có thêm màu vàng gold, màu đỏ nữa các bạn. Giống đây, màu vàng gold là giống thế này các bạn ha, màu đỏ đô thôi các bạn. Đây là ốp, bạn cũng thấy rất là nhựa sần, thiết kế rất là tuyệt vời các bạn ha. Thương hiệu Newkin được đóng lên đây, cầm trên tay rất là vững các bạn ạ. Nhựa thì rất là cứng rồi, bạn yên tâm về chất lượng nhựa. Cái mẫu Newkin này thì lúc nào đi theo có một cái miếng dán màn hình các bạn ạ. Đây, miếng dán màn hình. Đó, đây, đây. Bạn cũng thấy. Một số khách hay hỏi shop làm sao, lúc thì hộp này, lúc thì hộp nhựa. Mình cũng báo luôn là hai cái này đều là chính hãng. Mình có thể check qua cái vỏ hộp. Mình có thể check ở đây các bạn ha, để đảm bảo cho mình. Nhưng mà đến đó kiểu như sinh thì bạn cứ yên tâm, shop cũng không làm hàng nhái, hàng kém chất lượng đâu. Trừ khi shop không biết thôi, shop không biết thì shop sẽ khắc phục ngay các bạn ha. Không có để giao tới tay khách hàng hàng kém chất lượng được các bạn ha. Giới thiệu lại với các bạn, đây là ốp lưng cho LG K7. Sự lựa chọn tuyệt vời cho chiếc LG K7 các bạn ha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip, chúc các bạn một ngày vui vẻ.